14. Giá trị của vẻ đẹp. Thế giới đầy màu sắc mang lại cho nó một vẻ đẹp thật phong phú và đa dạng để chúng ta vui mừng và tận hưởng. Nhưng có một số người do sự khiếm khuyết về thể chất nên họ chỉ có thể nhìn thấy màu đen và trắng. Những người khác tuy có thể nhìn thấy màu sắc, nhưng họ không biết thế nào là giá trị của cái đẹp. Điều đó cũng có thể xảy ra ở cấp độ tâm linh. Thế giới đầy những điều tốt đẹp, nhưng đôi khi chúng ta bị giới hạn về mặt tâm linh đến nỗi dường như tất cả mọi thứ đều là màu xám. Cây cối không cho chúng ta thấy rừng. Vấn đề làm cho chúng ta không thấy mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống chính là nỗi sợ hãi che khuất tất cả hy vọng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giải thoát ta khỏi căn bệnh đó để có thể thưởng thức và tận hưởng sự đa dạng bao la của những điều đẹp đẽ trên thế giới.